Những thay đổi trong sinh hoạt ngày Tết là một thách thức đối với những phụ nữ mang thai. Vì vậy, các bác sĩ dinh dưỡng khuyên cáo phụ nữ mang thai cần chú ý tránh ảnh hưởng tới đồng hồ sinh học của mình vào ngày Tết. Thứ nhất, rượu bia và các thức uống có cồn thay phụ tuyệt đối không được sử dụng vì việc uống rượu bia thức uống có cồn trong giai đoạn mang thai rất nguy hiểm cho cả mẹ và bé làm tăng nguy cơ sảy thai dị tật thai thai kém phát triển thứ hai các món ăn chế biến từ thịt có sống như nem chua tiết canh, các loại gỏi nộm cá thịt chín tái, các loại sushi có cá sống nên hạn chế sử dụng vì hệ miễn dịch của thai phụ thường kém hơn người bình thường nên rất dễ bị nhiễm khuẩn gây tiêu chảy. Thứ ba, các món ngâm muối chua như đu đủ xanh, củ kiều, củ hành cũng cần được hạn chế nếu thai phụ thường bị đau dạ dày, rối loạn tiêu hóa. Thứ tư, các loại thực phẩm chế biến sẵn và các món như dầu mỡ như lạp xưởng, thịt đông, dầu thủ, bánh chưng nên ăn vừa phải vì có thể làm gia tăng chứng ngấm ngén, nồ mỏi hay gây cảm giác khó tiêu. Thứ năm, các loại bánh kẹo, trái cây sẽ khô, mất trái cây, thai phụ nên sử dụng những loại có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo vệ sinh. Cũng theo thạc sĩ Khuê Tường, để đảm bảo sức khỏe trong dịp Tết, trước tiên thai phụ cần đảm bảo bữa ăn chính đúng giờ, mỗi bữa ăn cần có giá trị dinh dưỡng cao và đa dạng nhóm thực phẩm, tinh bột, đạm và rau củ, bên cạnh đó bà mẹ mang thai hãy uống nhiều nước lọc và hạn chế các loại nước có đường bổ sung trái cây tươi để cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất